Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư ông, kính bạch trên sư phụ, viện chủ Thiền Tôn Phật Quang cũng như Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý quan khách, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, quý vị phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến. Hôm nay con rất vui được thay mặt cho 600 bạn học sinh về tham dự khóa hè năm 2022 do Thiền Tôn Phật Quang tổ chức. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ khai giảng, chúng con xin thành kính tri ân sư phụ đã vì tình thương đối với thế hệ trẻ mà tổ chức một môi trường sinh hoạt lành mạnh cho chúng con trong dịp hè này. Đây là khoảng thời gian quý giá đối với chúng con. Tại khóa học, chúng con sẽ được quý thầy, quý sư cô truyền đạt những kỹ năng sống bổ ích thiết thực và những kiến thức cơ bản về Phật Pháp. Thực hành lễ Phật, tụng kinh, ngồi thiền được trang bị những bài học đạo đức làm người. Học về lòng yêu quê hương, yêu đất nước, thương yêu nhân loại, yêu chuộng hòa bình thế giới, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Ôi, phải chăng đây là những điều thú vị chúng con sẽ được khám phá khi bước vào một môi trường học tập nơi mái chùa thân yêu này. Kính bạch trên sư ông, kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể quan khách. Trước tình yêu thương của chư Tôn Đức chứng minh, sư ông, sư phụ, quý thầy cô, các cô chú đạo tràng, các bậc phụ huynh và các anh chị huynh trưởng đã dành cho chúng con, chúng con không biết lấy chi đáp đền. Giờ đây, trong khung cảnh trang nghiêm, ấm áp của buổi lễ khai giảng khóa sinh hoạt hè, toàn thể chúng con xin đồng tuyên hứa. Một, chúng con xin tuyên hứa nghiêm chỉnh chấp hành nội quy thời khóa. Hai, chúng con xin hứa nỗ lực tu học, siêng năng lao tác công quả. Ba, chúng con xin hứa sẽ đem những điều tốt đẹp mà chúng con được học từ Thiền Tôn Phật Quang loan tỏa khắp mọi miền gần xa. Và khi trở về gia đình, mỗi chúng con phấn đấu là con ngoan, là trò giỏi, phát huy những điều tốt đẹp đã được học từ nơi đây. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho sư ông, gia hộ cho sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý vị quan khách và các bậc phụ huynh được nhiều sức khỏe, an vui và hạnh phúc. Chúc các bạn học tập thật tốt và trân trọng từng ngày tại khóa học quý giá này. Lời sau cùng, chúng con xin kính chúc lớp học được thành công tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.